Bác nào khó ngủ, mất ngủ, thường xuyên thức giấc nửa đêm, các bác hãy thử áp dụng ngay phương pháp day bấm huyệt, gõ vào những điểm huyệt trên cơ thể này sẽ giúp các bác ngủ ngon trở lại. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTT3. Và thưa với quý cô bác anh chị thì qua rất là nhiều những cái video chia sẻ đến với lại các bác những cái phương pháp chữa mất ngủ, thì tôi thấy rằng những cái phương pháp day bấm huyệt vẫn là những cái phương pháp mà đem lại những hiệu quả cao nhất đối với lại các bác. Đã có rất nhiều bác áp dụng với những cái phương pháp day bấm huyệt thì đã có lại được những giấc ngủ ngon. Vậy thì trong video ngày hôm nay tôi xin được tiếp tục chia sẻ đến với lại các bác một trong những cái cách được cho rằng là day bấm huyệt cũng như là tác động vào những cái điểm huyệt kinh lạc trên cơ thể của mình giúp cho mình có thể ngủ ngon trở lại. Vâng, và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi video này. Thưa với lại các bác thì những bác nào mà bị mất ngủ ấy thì các bác hãy tác động như thế này nhé. Đây là một trong những cái cách mà tác động rất là hiệu quả. Nếu như những bác nào mà bị mất ngủ ấy thì bác cũng có thể là bảo con cháu của mình ấy thì tác động cho mình bằng cái cách là gõ các bác nhé, gõ bằng 4 cái đầu ngón tay của mình như này. Thì bác dùng cái 4 đầu ngón tay này gõ vào như này các bác nhé. Đây là cái phương pháp rất là hay đấy. Thì cái huyệt đầu tiên ấy là các bác gõ vào cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu này. Thay vì cái việc day thì ta gõ như vậy ấy, thì cái lực của chúng ta gõ vào ấy, nó sẽ tác động và nó làm đả thông được cái kinh lạc rất là hiệu quả các bác nhé. Thì các bác hãy dùng giấy bút các bác ghi lại thì nó nhớ hơn và nó hiệu quả hơn. Khi mà mỗi lần các bác áp dụng ấy, thì các bác có thể nhớ được những cái điểm huyệt này, những cái điểm mà để gõ này các bác nhé. Thì thứ nhất đó là đỉnh đầu các bác nhé. Thứ nhất là đỉnh đầu đấy, đỉnh đầu này ấy, thì các bác có thể dùng 10 đầu ngón tay hoặc là dùng đầu chính cái tay của mình này vỗ như này cũng được các bác nhá, vỗ như này cũng được này đấy. Thứ hai là điểm chân mày các bác nhá. Với cái điểm chân mày này ấy, thì các bác dùng luôn cả hai tay và đầu ngón tay này gõ này đấy. Các bác gõ một cái lực vừa phải vừa đủ đấy. Các bác gõ như vậy ấy, thì nó sẽ giúp cho các bác đả thông được những cái kinh lạc. Các bác có thể biết rằng là khi mà các bác gõ như này này, nó sẽ tác động vào những cái đường kinh lạc của mắt, thì sẽ giúp cho những bác nào mà có những cái vấn đề như là liên quan đến mắt của các bác bị mờ, bị kém ấy, thì hoặc là dây thần kinh mắt của bác hay bị giật máy ấy, thì các bác gõ cái này nó cũng có thể hiệu quả cho các bác. Đấy, là thứ hai là chân mày các bác nha. Chân mày này. Đấy, hai cái điểm chân mày như này. Đấy, nhớ gõ như này này. Đấy. Gõ nhẹ vừa đủ. Thứ ba là điểm dưới bọng mắt này các bác này. Đấy. Dưới bọng mắt này thì các bác gõ nhẹ hơn một chút. Các bác nhớ nhá, dùng khoảng hai đầu ngón tay thôi. Ta gõ nhẹ hơn một chút. Đấy. Thì với những cái người nào mà thường có những cái cảm giác là cái mắt của mình nó căng mà mỗi lần nhắm mắt mình cảm thấy rất là khó chịu ấy, thì các bác tác động như này thì nó sẽ giúp cho những bác nào có những cái vấn đề đó thì sẽ giảm này. Đặc biệt là những cái bác nào bị tắc tuyến lệ ấy, cái tuyến lệ của mình bị tắc thì nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng là mắt khô, cứng và cũng gây ra cái tình trạng mất ngủ các bác nhé. Khi mà cái mắt nó cộm là sẽ rất là khó ngủ. Bởi vậy mà các bác gõ như này này, nó có thể đả thông được và có thể giúp cho các bác nào bị tắc tuyến lệ hay là tuyến lệ của mình có vấn đề thì cũng có thể đả thông các bác nhé. Đó, thứ nhất này, thứ hai này, thứ ba này, thứ tư là thái dương. Các bác nhớ nha. Thái dương ấy thì các bác dùng gõ cả khu vực quanh khu vực thái dương này, ta gõ thì các bác nhớ là mỗi một điểm gõ này ấy, là ta sẽ gõ khoảng tầm 1 phút. Các bác nhớ nhá, 1 phút gõ khoảng 1 phút thì tương đương là khoảng tầm 60 lần, ta gõ 60 lần đó. Và thứ năm là chỗ khu vực môi trên này được cho là huyệt nhân trung. Cái huyệt này ấy, thì người ta sẽ dùng cho những cái tình trạng như là bị cấp cứu, nếu những người nào mà bị ngất đi lịm đi thì người ta cũng có thể là dí vào cái huyệt này và cấp cứu kịp thời đó. Thế nhưng mà ta dùng cái này người ta gõ, các bác chỉ gõ vào xung quanh cái phần môi trên này thôi, các bác gõ và ở phần dưới cằm này nữa các bác này. Đấy, phần dưới cằm này nữa là thứ năm, thứ sáu là dưới cằm các bác nhá, dưới cằm đấy. Thì các bác nhớ là ta dùng cái tay ấy, ta gõ này, gõ này. Và thưa vậy là các bác, thì đây là cái bài mà của nhà sư của chùa Pháp Tạng thầy có chia sẻ,
thì tôi thấy nó rất là hay và tôi nghĩ rằng nó sẽ đem lại những công hiệu rất là cao đấy. Vì khi mà tác động bằng cái cách gõ như này, các bác vừa không mất tốn kém phải mua cái dụng cụ để day bấm huyệt là gõ huyệt. Nó có những cái dụng cụ để dùng gõ, tuy nhiên là chúng ta dùng chính cái 10 đầu ngón tay của chúng ta này lại đem lại những cái hiệu quả rất là cao mà lại không phải tốn kém, và ai cũng có thể áp dụng được ngay. Đấy, các bác có thể xem video rồi xong là các bác có thể áp dụng được ngay. Đấy, thế nên là các bác hãy dùng để áp dụng các bác nhé. Và thứ 6 rồi này, thứ 7 là cái huyệt ở chỗ này này con này. Cái huyệt này ấy là huyệt gọi là huyệt khí xạ. Đấy, huyệt này là liên quan đến cái việc là khí mà. Bởi vậy mà sẽ những người nào mà gặp những cái tình trạng là khó thở hoặc là tim có vấn đề. Đấy, thì các bác tác động vào những cái huyệt này nó cũng có thể tác động đến những triệu chứng đó. Hoặc là phổi của các bác có nhiều vấn đề khó thở đấy thì ta tác động. Thì các bác có thể dùng 10 đầu ngón tay này ta gõ ở đây. Hoặc là các bác có dùng tay của mình ấy, các bác trà, các bác nhá, day và trà một cái lực nó mạnh một chút. Thì đây cũng là một trong những cái cách để tác động cho những cái người nào hay có cái vấn đề về đường thở của mình này. Rồi là liên quan đến cái việc là các bác ngủ không được sâu giấc này, ngủ hay bị chập chờn này, thì các bác day tác động nó cũng sẽ hiệu quả. Thì ở khu vực này ấy, trước cái phần ngực này và cái phần vai này là hai cái điểm huyệt mà để tác động. Đấy, thế nên là các bác lưu ý nhé. Thì các bác cũng có thể là sử dụng tay của mình ấy, tay bên này, ta trà bên này, trà ra, rồi tay bên này, ta trà ra bên này. Đấy, các bác có thể tác dụng như vậy, áp dụng như vậy. Và huyệt thứ 8 đó là huyệt ở phần dưới nách này các bác này. Đấy, thì ở phần dưới nách này ấy, là các bác đo bằng 4 đầu ngón tay. Ta đặt vào, đặt cái huyệt tay của mình sát vào nách, cả hai bên các bác nhé. Đấy, và cái phần ở cuối 4 ngón tay của các bác ấy, thì đấy là cái điểm huyệt. Thì với cái điểm huyệt này ấy, các bác có thể là dùng tay day. Đấy, cái huyệt này thường thì nếu mà người khác động vào mình á thì thường mình có cảm giác buồn. Bởi vậy mà cái huyệt này thì thường người ta phải tự tác động. Đấy, và ta tác động với cái lực nó vừa phải thôi. Vì đây cũng là một cái điểm huyệt yếu nên là chúng ta tác động nó với lực vừa phải, các bác nhớ nhá. Và các bác tác động là bên tay trái trước, sau đó ở bên tay phải. Đấy, thì đây là những cái điểm huyệt rất là cơ bản để các bác có thể tác động và giúp cho bác ngủ ngon. Đấy, và điểm huyệt thứ 9 đó là huyệt ở dưới lòng bàn chân. Đấy là cái huyệt mà gọi là huyệt dũng tuyển. Tôi sẽ chỉ kỹ cho các bác để các bác có thể nắm rõ được những cái điểm huyệt này các bác nhá. Thì đây thưa với các bác này, đây là cái điểm huyệt này này. Huyệt này được gọi là huyệt dũng tuyển này. Đấy, thì với cái điểm huyệt này ấy, là các bác day như này nhá. Day như này này. Đấy. Các bác có thể kết hợp là bôi dầu cao hoặc là đặt tỏi. Lấy một tép tỏi ta giã nát ra. Sau đó thì các bác úp vào đây. Đấy, dùng cái vải ta băng lại. Ta băng vào chỉ khoảng tầm từ 10 tới 15 phút thôi. Những bác nào mà băng trong chưa tới 10 15 phút mà đã thấy nó bỏng rát rồi thì ta bỏ ra. Còn với bác nào mà không thấy bỏng rát thì ta có thể băng khoảng 10 15 phút đến khoảng 20 phút các bác nha. Thì sẽ giúp cho những bác nào bị mất ngủ sẽ dễ ngủ. Thì các bác áp dụng cả hai chân, cả chân trái và chân phải các bác nhớ nhá, không phải chỉ một chân đâu. Vâng. Và thưa quý cô anh chị thì trên đây là những cái địa điểm trên cơ thể giúp các bác tác động và có thể có lại những giấc ngủ ngon. Hy vọng rằng nếu những bác nào áp dụng thấy hiệu quả rồi thì đừng quên là hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Và nhớ là hãy dí vào nút đăng ký và nút chuông vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.